Xin chào tất cả quý vị phụ huynh, các bạn học sinh và đối tác của Sunrise Việt Nam. Tôi là biểu tượng của Sunrise Việt Nam. Rất vui mừng được chào đón tất cả mọi người đến với sự kiện 14 năm hoạt động của Sunrise. Trong thời gian sắp tới, Sunrise Việt Nam sẽ có rất nhiều chương trình để tri ân quý vị phụ huynh, học sinh cũng như các đối tác. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn đồng hành cùng Sunrise Việt Nam và luôn nhớ rằng Sunrise Việt Nam luôn chuẩn bị cho bạn một tương lai tươi sáng. Từ năm 1998, tôi muốn mang tới một dịch vụ chọn gói cho phụ huynh học sinh, gọi là One Stop Shop. Các bạn hãy đến với Sunrise, chúng tôi sẽ có đầy đủ các cái dịch vụ từ đào tạo ngoại ngữ cho đến tư vấn chọn trường, chọn nước và sắp xếp hồ sơ tìm nhà ở cho các con ở nước ngoài. Khi thành lập Sunrise Việt Nam thì chúng tôi muốn là mang đến một cái dịch vụ tốt nhất cho học sinh và phụ huynh, và sẽ là luôn luôn đồng hành cùng các em du học sinh cho đến khi các em trưởng thành và có những cái công việc thuận lợi trong tương lai. Chúng tôi caring tới khách hàng, tới phụ huynh, tới học sinh và caring tới các nhân viên trong công ty. Vào năm 2012. Tháng 3 năm 2015. 11 năm. Từ năm 2002. Từ ngày 18 tháng 4 năm 2013. Tháng 3 năm 2012. Cuối năm 2010. Năm 2013. Tháng 6 năm 2016. Tháng 6 năm 2013. Tháng 1 năm 2015. Đầu năm 2015. Tháng 10 2009. Tháng 11 năm 2009. Tư vấn du học chuyên nghiệp. Chu đáo. Giống như một gia đình. Thân thiện. Tâm rất là năng động, vui vẻ như một gia đình, rất là chuyên nghiệp, chuyên đáo, hòa đồng, rất thoải mái và hiệu quả, gia đình năng động, vui vẻ, thú vị, gần gũi, đáng tin cậy, chân thành, rất tốt, vậy như là ngôi nhà thứ hai của mình. Là cuối tháng nhận lương ạ. Cảm giác thân thiện, hài hòa, có nhiều chị em phụ nữ, các anh chị em trong cơ quan giống như anh chị em ruột của mình, môi trường làm việc thoải mái, những buổi team building, những hoạt động xã ngoại. Đầu tiên có lẽ chị Mai ạ. Nhiều thứ để gạt bỏ quá, nhưng có lẽ đấy là tình cảm được giữ chân mình lại khá là lâu. Đối xử với nhau như anh chị em trong gia đình. Môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp và thân thiện. Có cái cảm giác không có khoảng cách giữa sếp và nhân viên. Bạn bè, đồng nghiệp rất là vui tính. Gia đình. Tôi gắn bó với Sunrise Việt Nam rất lâu bởi vì Sunrise Việt Nam chúng tôi có tiêu chí làm việc rõ ràng và nhiệt tình. Ở đây có cái môi trường giúp cho mình có thể chứng tỏ được bản thân. Môi trường làm việc tại Sunrise Việt Nam rất là thoải mái. Hội thảo và đặc biệt là các cái chương trình triển lãm du học. Hoạt động đi nghỉ hè hàng năm hay là những cái hoạt động team building? Team building. Chuẩn bị cho sự kiện triển lãm du học tháng 3 vừa rồi. Tư vấn tận tâm, nhiệt tình. Các lần hội thảo mà mọi người cùng nhau chuẩn bị rất là vui. Team building, các kỳ nghỉ hè. Cơ quan mà tổ chức cho đi dã ngoại chẳng hạn, đi du lịch chẳng hạn thì là mình thích nhất. Đi ăn uống cùng với công ty, đi chơi cùng với mọi người. Vui chơi cùng gia đình và cùng gia đình Sunrise. Bữa trưa Sunrise. Anh em rất hay tổ chức đi ăn chơi. Cả công ty sẽ đi du lịch chẳng hạn. Ăn vặt nữa rồi. Ăn chơi nhảy múa karaoke, các cái team building và mọi người có thể hiểu nhau hơn. Nghe hoạt động team building tập thể. Hoạt động ăn chơi nhảy múa ở nhân viên. Cái kỳ nghỉ với Sunrise. Tư vấn du học. Hoạt động team building. Cái buổi hội thảo để cung cấp thông tin cho khách hàng. Khi mà tôi mang bụng bầu bé thứ hai phải dọn văn phòng tới chuyển văn phòng tới tận 10 rưỡi đêm và hôm sau đi đẻ. Sếp của em vô cùng hiền ạ. Buổi tổng kết cuối năm 2015 của Sunrise, khi mà chúng tôi các thành viên của Sunrise được gặp nhau, cả ba miền được gặp nhau để chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đấy là khi em mới bước vào công ty và mọi người đều tận tâm giúp đỡ em. Thỉnh thoảng lúc nãy ăn cơm thì em toàn thì bảo mọi người quẩy lên, thế là mọi người toàn kiểu hội đồng em ạ. Đó là khi mà học sinh của mình nhận được visa sau khi mà phải làm gấp.
Nhiều lắm, nhưng mà thường là kỷ niệm liên quan đến kỹ thuật. Ngày đầu tiên em đi làm thì đã được đi chơi đến tận tối. Đi nộp hồ sơ visa cho phụ huynh học sinh thì hôm đấy bị ngập, văn phòng ngập hết và tự mình phải đi bộ lên đại sứ quán để nộp hồ sơ. Mình vào công ty đúng hôm kỷ niệm 13 năm sinh nhật ở công ty. Lội nước để đến Sunrise trong cái thời kỳ lụt đỉnh điểm của Hà Nội. Cảm ơn các bậc phụ huynh và học sinh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước tiên là mình xin muốn cảm ơn phụ huynh và học sinh đã tin tưởng và lựa chọn cá nhân mình nói riêng và cả Sunrise nói chung để thực hiện cái dự định du học cũng như đào tạo của cả gia đình. Sunrise luôn chào đón tất cả các em học sinh và quý phụ huynh. Dịch vụ của Sunrise tốt, tận tình. Rất là cảm ơn phụ huynh và học sinh đã hỗ trợ Sunrise rất là nhiều. Cũng như gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những phụ huynh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tư vấn của Sunrise. Sunrise Việt Nam đem lại cho phụ huynh và học sinh những dịch vụ tốt nhất, chăm sóc tốt nhất, chu đáo và tận tình nhất. Chúng tôi luôn mong muốn là rất cảm ơn các phụ huynh học sinh đã lựa chọn dịch vụ của Sunrise Việt Nam. Và rất mong muốn là quý vị hãy luôn nhớ Sunrise luôn đồng hành bên cạnh các bạn. Mình sẽ cố gắng gắn bó được lâu nhất. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi. Tôi hy vọng là cũng vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề này. Yes. Chắc chắn. Khó. Chắc chắn rồi. Nếu có thể được thì đi cùng Sunrise suốt chặng đường của Sunrise.